Bộ phim này được chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Vào năm 1993 ở Indiana, có người vô tình phát hiện ra một cái xác trong cánh đồng ngô. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường xảy ra vụ án. Khi cảnh sát điều tra Brian đến đây, thấy một thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn đã mãi mãi nằm lại nơi này. Brian nhẹ nhàng vén tóc nhìn mặt cô gái, cô chính là Jessica đã bị mất tích mấy ngày trước. Đây rõ ràng là một vụ giết người tàn bạo, trong lòng vị cảnh sát này cảm thấy vô cùng đau xót. Chuyện gì đã khiến cho cô gái này chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp rồi mãi mãi rời khỏi thế gian? Dựa vào lời khai của nhân chứng thì anh đã nhìn thấy một người đi từ đây ra, sau đó leo lên xe tải rồi nhanh chóng rời đi. Do trời tối nên anh không thể thấy rõ dáng vẻ và màu sắc của chiếc xe, nhưng anh có thể chắc chắn đó là một chiếc Dodge. Brian hỏi sao anh lại chắc chắn đó là xe Dodge. Nhân chứng nói vì anh là thợ máy nên vừa nhìn đã nhận ra đó là loại xe nào. Brian gật nhẹ đầu. Chớp mắt một năm đã trôi qua nhưng vụ án đó vẫn không có chút tiến triển nào cả. Đúng lúc đó báo cáo của một viên cảnh sát đã thu hút sự chú ý của Brian. Ông nhanh chóng liên lạc với người đó. Cảnh sát cấp dưới tên Len nói rằng có hai cô bé 14 tuổi đang đạp xe đạp khi gặp một tên biến thái lái xe ô tô Dodge đi ngang qua. Hơn nữa hắn còn dùng những lời lẽ khiếm nhã với các cô, thậm chí còn muốn đưa các cô đi. Brian vội vã xác nhận hình dáng của chiếc xe là một chiếc Dodge màu xám, hơn nữa nó được đăng ký ở Indiana. Do các cô gái nhớ được biển số xe nên quá trình điều tra sau này sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù các cô đã báo cảnh sát nhưng tên biến thái đến nay vẫn chưa xuất hiện, Len cũng chỉ coi đó là một vụ quấy rối bình thường mà thôi. Sau đó thông qua điều tra, Brian phát hiện ở ba nơi khác nhau cũng có người báo cảnh sát về việc họ đã gặp tên biến thái tương tự như thế. Có vẻ như chiếc xe trong các vụ án này là cùng một chiếc, đồng thời cảnh sát cũng điều tra được chủ xe tên là Larry. Do vụ án không nằm trong phạm vi quản lý của mình nên Brian đã lập tức xin chỉ thị của cấp trên. Sau đó ông bèn liên lạc với sở cảnh sát nơi Larry đang ở. Đối phương dường như cũng có ấn tượng sâu sắc với người tên Larry này. Larry để râu quai nón trông rất buồn cười, anh còn thích chơi đánh trận giả. Hơn nữa anh còn cùng những người khác đi khắp nơi để tái hiện lại cảnh nội chiến. Nếu như anh ta từng đến Indiana, vậy có thể chứng minh anh ta có liên quan đến vụ trọng án này. Nhưng muốn tái hiện lại cảnh nội chiến phải được sự đồng ý của cảnh sát địa phương. Sau đó thông qua điều tra, Brian phát hiện trước ngày xảy ra án mạng một ngày thực sự có buổi biểu diễn. Cho dù đây chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng Brian rất chắc chắn đây chính là hung thủ. Sau đó ông lại liên lạc với cảnh sát địa phương. Thông qua cảnh sát địa phương ông đã gặp được người tên là Larry này. Brian nhìn người đàn ông trước mặt mình để cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi. Đầu tiên Brian khen ngợi bộ râu của Larry. Sau đó bắt đầu từng bước thẩm vấn nhưng Larry chỉ trả lời là có thể, hình như thế. Câu trả lời mơ hồ như vậy khiến cảnh sát địa phương bật cười, bởi vì Larry chính là người như thế. Không chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, mà đầu óc của anh cũng không được bình thường. Rõ ràng bọn họ không ai tin là Larry sẽ làm ra chuyện như thế. Brian không biết anh chàng này có phải đang giả vờ hay không. Đầu tiên ông hỏi về lời tố cáo của những cô gái gần đây. Nhưng Larry nói đó chỉ là hiểu lầm, anh chỉ hỏi các cô ấy đường đi thế nào mà thôi. Nhưng các cô ấy lại cười nhạo vẻ ngoài của anh, vậy nên anh cũng trêu đùa lại họ. Vậy mà các cô lại tưởng trong lời nói đùa đó còn có ẩn ý khác, rõ ràng các cô không hiểu là anh đang đùa. Larry khẳng định là anh không hề có ý định làm hại các cô ấy. Lúc này vị cảnh sát ở bên cạnh nói chen vào, trong giấc mơ thì sao? Brian không hiểu lắm, vị cảnh sát bảo anh ta tự nói đi. Hóa ra trước kia khi có người tố cáo thì cảnh sát địa phương đã điều tra Larry. Larry luôn nói là dường như trong giấc mơ anh đã giết một số cô gái, nhưng đó chỉ là mơ mà thôi. Brian lập tức hỏi anh đó là giấc mơ như thế nào. Larry bắt đầu kể cảm giác đó như linh hồn thoát khỏi xác, sau đó đi làm một số chuyện xấu. Câu trả lời này khiến Brian cảm thấy đau đầu, anh vội vàng lấy ra hình của cô gái bị hại để Larry xác nhận. Nhưng vừa nhìn thấy hình Larry bỗng trở nên bất thường, anh bắt đầu lo lắng bất an còn đập bàn thật mạnh và đòi về nhà. Những người khác vội vàng an ủi xoa dịu anh. Sau đó khi Brian nói chuyện với cảnh sát địa phương, bọn họ cho rằng chuyện này chắc chắn không phải là do Larry làm. Bởi vì Larry bị bệnh về thần kinh rất nặng, nói thẳng thì anh chính là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Chỉ khi nào Brian tìm được chứng cứ xác thực, còn không ông không thể tiếp tục thẩm vấn Larry như vậy được. Brian nghĩ nếu như có chứng cứ ông đã không phải kéo dài thời gian như thế này rồi. Chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến sự thật nằm ở chỗ Larry, nhưng xử lý vụ án ở khu vực không phải mình phụ trách rất phức tạp. Cảnh sát địa phương có kết luận của riêng mình. Hết cách ông chỉ đành tìm đến Cục Điều tra Liên bang, hy vọng họ có thể giúp ông điều tra vụ án. Để đề phòng bi kịch xảy ra, Cục Điều tra Liên bang phái một đặc công chuyên về tâm lý, đồng thời có sự tham gia của họ, cảnh sát địa phương cũng không có ý kiến gì nữa. Cứ như vậy sau một hồi giới thiệu, đặc công sẽ nói chuyện riêng với Larry. Trước khi nói chuyện anh để Larry ký vào một bản cam kết, đảm bảo những lời anh nói trong cuộc đối thoại sắp tới đều là do anh tự nguyện. Quả nhiên dân chuyên nghiệp bắt đầu thẩm vấn khác hẳn với những người khác. Larry cầm bút đọc thật kỹ bản cam kết, nhưng anh không thấy có câu từ nào bất lợi cho mình bèn đặt bút ký. Nhưng khi đặc công lấy ra tờ kiểm tra nói dối thì Larry lập tức từ chối, anh nói với đầu óc của anh chắc chắn không thể thông qua bài kiểm tra. Nếu đã như vậy đặc công chỉ đành thuận theo ý của anh, đây giống như một buổi nói chuyện bình thường. Như vậy cũng khiến cho Larry dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc nói chuyện khi nhắc đến giấc mơ trước kia, Larry vẫn khẳng định đó chỉ là mơ. Đặc công lại đưa hình của nạn nhân ra, anh hỏi cô gái trong bức hình có từng xuất hiện trong giấc mơ của Larry không. Lần này Larry không từ chối, thậm chí còn hỏi anh có thể sờ vào tấm hình không.
Sau khi được đặc công cho phép, Larry cầm tấm hình lên bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra giữa anh và cô ấy. Cô ấy đang đạp xe, tôi lái xe lên và dừng lại nói chuyện với cô ấy. Cô ấy rất tử tế, ban đầu thì rất tử tế. Đặc công tiếp lời, sau đó thì không ạ. Larry tiếp tục, à không, cô ấy luôn tử tế, chỉ có điều cô ấy rất buồn, vô cùng buồn. Đặc công hỏi tiếp, đó là khi nào? Larry trả lời, khi cô ấy buồn, khi cô ấy ở trong xe của tôi, và rồi sau đó khi cô ấy ở cánh đồng. Đặc công lập tức hỏi vị trí cụ thể của cánh đồng. Larry cũng mô tả lại rất rõ ràng, đây rõ ràng là hiện trường xảy ra vụ án Jessica bị giết hại. Tiếp đến những lời Larry nói ra đã khiến đặc công phải giật mình. Larry nói bình thường anh sẽ đem chôn các cô gái ấy, nhưng lần này vẫn chưa kịp chôn. Đặc công hỏi các cô gái ấy là sao? Larry nói là những cô gái trong mơ của anh. Larry nhìn vào tay mình, có lẽ hai bàn tay không đủ để cho anh ta đếm. Sau đó anh lại tiếp tục mô tả. Dường như Larry đã mở lòng mình ra bắt đầu mô tả chi tiết một trong những vụ án. Sau khi giết chết cô gái ấy, do Larry làm hư dây chuyền của cô, nên anh đã gấp lại ngay ngắn quần áo của cô để lại hiện trường. Và quá trình gây án mà Larry vừa mô tả, hoàn toàn trùng khớp với hiện trường của một vụ án khác. Đây đều là những bí mật chưa được công khai. Vậy mà Larry lại có thể mô tả rất chính xác, rõ ràng đây không phải là một vụ giết người bình thường. Larry cũng không đơn giản chỉ là một hung thủ, mà là một kẻ giết người liên hoàn điên cuồng và mắc bệnh tự kỷ. Cảnh sát lập tức phái người đến lục soát nhà của Larry, đồng thời đặc công cũng ghi chép lại sơ bộ tờ khai nhận tội của vụ án. Nhưng khi để Larry ký tên, anh đột nhiên lại phủ nhận. Yeah, but you did, Larry. You did. No wonder why I can't sleep at night. Larry đặt bút ký tên, phía cảnh sát sẽ nhanh chóng đưa vụ án mạng này ra tòa. Nhưng khi điều tra nhà của Larry, họ không phát hiện ra bất kỳ chứng cứ phạm tội nào. Theo như kết quả kiểm tra của cán bộ giám định, xe của Larry đã được xử lý bằng một chất đặc biệt. Brian cũng tìm được người anh trai song sinh của Larry là Gary, đúng vậy, họ thực sự là anh em sinh đôi. Bởi vì trước khi ra đời, Gary đã hấp thu hết dưỡng chất trong bụng mẹ, dẫn đến sau này họ càng ngày càng khác nhau. Trong mắt người ngoài thì Gary cao to đẹp trai còn thông minh, Larry vừa xấu xí lại ngu dốt. Nhưng Gary rất bảo vệ anh trai, anh không tin là anh trai mình có thể làm ra chuyện đó. Đồng thời anh còn nghĩ rằng vì cảnh sát muốn nhanh chóng kết án, nên đã thao túng tâm lý người anh trai có đầu óc không bình thường của mình, và ép Larry nhận tội. Khi Brian trở về, ông xem được buổi họp báo của cảnh sát địa phương trên TV. Trong buổi họp báo, ông ta nói thông qua sự cố gắng của nhân viên điều tra đang đứng phía sau ông, cảnh sát đã bắt được hung thủ vụ án giết người liên hoàn. Sau khi xem xong, Brian cảm thấy đám người này rất biết cách cướp công lao của người khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Brian đích thân đưa Larry đi, bởi vì ông là người phụ trách chính của vụ án này. Để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ông quyết định tự mình đưa Larry đến hầu tòa. Trên đường đi, Brian vừa lái xe vừa hỏi tại sao Larry lại làm như thế. Ông còn suy đoán liệu có phải do anh mắc bệnh nên mới vậy. Nhưng lúc này Larry đột nhiên phủ nhận, anh nói là cảnh sát bắt anh làm giả lời khai. Hơn nữa em trai đã mời luật sư giúp anh, cho tới khi luật sư đến anh sẽ không nói bất cứ điều gì với Brian. Sau đó Larry ngồi hát một mình giống như một kẻ bị tâm thần. Brian không biết phải làm sao với trường hợp này, nhưng chỉ cần có thể kết tội anh ta là được rồi. Nhưng trên tòa, dựa vào chứng cứ phía luật sư của bị cáo đưa ra, thẩm phán cho rằng Larry bị bệnh về thần kinh rất nặng, vì vậy tâm trí của anh rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Hơn nữa cảnh sát thẩm vấn trong lời thú nhận ban đầu của anh ta, được các đồng nghiệp mô tả lại là có dấu hiệu đe dọa Larry. Larry ở trên tòa cũng đã phủ nhận chuyện phạm tội. Do lời khai rất chi tiết cùng với chữ ký của Larry là chữ in hoa, đã chứng minh chuyện Larry lúc ký đang căng thẳng, nên thẩm phán đã chấp nhận lời kháng cáo của bị cáo. Một tháng sau, nếu như cảnh sát không thể cung cấp các chứng cứ khác xác thực hơn, Larry sẽ được phán vô tội và được thả ra. Nhưng trong một tháng này, Larry sẽ tạm thời ở trong trại giam dành cho phạm nhân tâm thần. Sau đó cục điều tra liên bang cho rằng chắc chắn Larry là kẻ tình nghi của vụ án giết người hàng loạt. Nhưng trong tình huống này muốn tiếp cận Larry là chuyện không thể, mà trong vòng một tháng phải tìm được chứng cứ cũng không dễ thực hiện được, trừ khi họ có thể moi được vị trí chôn cất nạn nhân từ chỗ Larry. Nhưng việc này không thể để cảnh sát thực hiện được. Một là do Larry sẽ có tâm lý đề phòng, hai là khiến thẩm phán cho rằng cảnh sát đang đe dọa bắt anh ta nhận tội. Vậy người làm việc này phải là người không liên quan gì đến vụ án giết người liên hoàn này. Cứ như vậy, một người đàn ông tên là Jimmy đã lọt vào tầm mắt của cục điều tra liên bang. Lúc này Jimmy sau cả đêm chiến đấu đang bổ sung dinh dưỡng, thuận tiện đứng ngắm cô người yêu đang ngủ say. Nhưng đột nhiên một nhóm cảnh sát phá cửa xông vào, bọn họ xông thẳng đến chỗ Jimmy ấn chặt anh xuống đất. Đồng thời một lượng lớn chất cấm và vũ khí đã được tìm thấy ở nhà anh. Người phụ trách bắt Jimmy cười nhạo anh rằng, tội này không được giảm nhẹ đâu đấy. Jimmy lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cho dù phải vào tù cũng chẳng sao cả vì bố của anh là cựu cảnh sát, anh tin chắc bố anh sẽ không bỏ mặc anh. Sự thật đúng là như thế, không lâu sau bố anh đã đưa một vị luật sư đến gặp anh. Thông qua cuộc nói chuyện với bố, Jimmy biết được rằng lần này cục điều tra liên bang quyết tâm trừng trị anh, bố bảo anh hãy chuẩn bị tâm lý. Jimmy ngơ ngác không biết tại sao đột nhiên cục điều tra liên bang lại làm như thế. Bố hy vọng Jimmy nhận tội, bởi vì chỉ có như thế ông mới có thể dựa vào quan hệ để xin cho Jimmy phải chịu hình phạt nhẹ hơn. Jimmy hỏi nếu như bị phán quyết thì đại khái anh phải bóc bao nhiêu cuốn lịch. Bố anh bất lực nói do số súng bị phát hiện trong nhà anh, nên ít nhất anh cũng phải bóc hết 4 cuốn lịch.
Nghe đến đây trong lòng Jimmy rối bời, nếu đến bố cũng không giúp được mình xem ra lần này anh thực sự toi rồi. Nhưng 4 năm tù anh vẫn có thể chấp nhận được. Khi thời gian thăm nom sắp hết, bố vẫn hết lời khuyên Jimmy nhận tội. Ngày hôm sau trên tòa, Jimmy đứng ở vị trí bị cáo, thẩm phán hỏi anh có ý kiến gì với khởi tố của phía cảnh sát không? Jimmy nói không, thẩm phán lập tức khích lệ anh chịu nhận tội là một quyết định rất đúng đắn. Nhưng những lời sau đó của thẩm phán khiến Jimmy cảm thấy tuyệt vọng. Do số lượng súng được phát hiện rất lớn, cảnh sát và phía tòa đều không xác định được chúng dùng để làm gì. Nếu dùng để đối phó người khác vậy tội danh của anh sẽ nặng hơn, vậy nên tòa quyết định sẽ giao Jimmy cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đồng thời anh sẽ phải chịu hình phạt thấp nhất là 10 năm tù giam. Phán quyết này hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của Jimmy, anh bất an nhìn về phía bố ngồi đằng xa. Bố mẹ anh im lặng cúi đầu, cuối cùng dưới sự áp giải của pháp quan và tiếng gào thét của Jimmy, anh bị đưa vào tù. Chớp mắt 7 tháng trôi qua, hôm đó Jimmy bị người của Cục Điều tra Liên bang gọi ra ngoài. Nữ nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Lorang có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh. Bởi vì trong thời gian chấp hành hình phạt tù, Jimmy không những nhanh chóng thích ứng với cuộc sống trong tù. Anh còn kết bạn với rất nhiều bang phái, thậm chí còn phát triển việc làm ăn của mình ở trong tù. Anh cho thuê một số tạp chí khiêu dâm, để những người trong tù có thể giải quyết nhu cầu tại chỗ. Ngoài ra anh còn kiếm được thêm chút tiền. Đồng thời anh còn dùng quan hệ của mình để mua rau và thịt, cải thiện những bữa ăn tồi tệ trong tù. Thấy Lorang nói liên tục, Jimmy trực tiếp hỏi cô có chuyện gì cần anh làm phải không? Lorang cũng không nhiều lời nữa, cô muốn chuyển Jimmy đến một nhà tù khác để kết bạn với kẻ thần kinh Larry, từ đó điều tra ra vị trí Larry chôn những cô gái bị hại. Sau đó Lorang kể cho Jimmy nghe về việc Cục Điều tra Liên bang nghi ngờ Larry là kẻ giết người hàng loạt, sát hại 14 cô gái. Bởi bây giờ Larry đang bị nhốt tại nhà tù dành cho những phạm nhân bị bệnh thần kinh, được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, vậy nên chỉ có tội phạm như Jimmy mới có thể tiếp cận anh ta. Nhưng Jimmy nghe xong bỗng bật cười. Anh nói làm như vậy không khác gì đẩy anh vào chốn địa ngục, cho dù Cục Điều tra Liên bang cho anh một số tiền khổng lồ anh cũng không làm. Lorang trực tiếp hỏi anh có muốn tự do không? Chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này và tìm ra vị trí chôn những người bị hại thì anh sẽ có được tự do. Rõ ràng lời đề nghị này có sức hấp dẫn cực lớn, Jimmy im lặng nhìn hai người họ nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối. Cuộc sống hiện tại của anh vẫn rất ổn, tại sao anh phải đến địa ngục để làm bạn với ác ma chứ? Lorang biết phải đối phó với loại người này như thế nào, cô lập tức nói cơ hội chỉ có một thôi và người được chọn không chỉ có mình Jimmy. Anh có thể dùng hơn 9 năm còn lại để hối hận vì sao khi ấy lại từ chối lời đề nghị của cô. Nhưng trước khi đi, Lorang vẫn để hồ sơ lại cho Jimmy để anh suy nghĩ thật kỹ. Đến tối Jimmy nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, anh bèn lấy hồ sơ ra và bắt đầu đọc nội dung bên trong. Đồng thời ngày hôm sau khi mẹ anh đến thăm tù, anh biết tin bố anh vì quá căng thẳng lo cho con trai nên bị đột quỵ, có lẽ ông không sống được bao lâu nữa. Vậy nên Jimmy đã đưa ra quyết định, anh liên lạc lại với Lorang và nói anh sẽ nhận nhiệm vụ lần này. Mặc dù Lorang rất hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng cô vẫn nói người xin nhận nhiệm vụ này rất nhiều. Cục Điều tra Liên bang vẫn cần phải cân nhắc xem liệu có nên chọn Jimmy hay không, đồng thời họ cũng muốn thấy thái độ của Jimmy đối với nhiệm vụ lần này. Vậy nên sau khi quay về, Jimmy lại tiếp tục mở hồ sơ ra nghiên cứu, anh phải học thuộc toàn bộ nội dung trong đó. Những ngày sau đó Jimmy cố gắng thể hiện bản thân trước mặt Lorang. Nhưng khi Lorang hỏi anh sẽ tiếp cận Larry như thế nào, Jimmy chỉ nói cho cô biết những ưu điểm của anh. Anh cho rằng rất nhiều người sẽ yêu quý anh, biểu hiện tự mãn này của anh khiến Lorang không hề hài lòng. Cô nói với Jimmy rằng Larry không phải loại người như thế, nếu biểu hiện của Jimmy chỉ có vậy thì anh rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, cô cho anh xem hồ sơ của một người khác cũng muốn nhận nhiệm vụ lần này, các hạng mục của người đó đều tốt hơn Jimmy rất nhiều. Hơn nữa anh ta không hề tự cao tự đại như Jimmy. Lorang không biết vì sao cấp trên lại cho rằng Jimmy là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này. Thấy Lorang thu dọn đồ chuẩn bị đi, Jimmy bèn kể cho cô nghe những điều bất hạnh anh phải trải qua hồi còn nhỏ. Mặc dù anh có một gia đình hoàn hảo, nhưng từ nhỏ tình cảm của bố mẹ anh đã rạn nứt. Trước đây anh không hề được yêu thương, lúc đó nhà đối với Jimmy là một nơi rất xa lạ. Anh lớn lên cùng với sự cô đơn và điều này cũng khiến anh ngày càng ương bướng. Nghe xong Lorang nói nếu như để anh tiếp cận Larry, những gì anh phải trải qua trong quá khứ có lẽ sẽ khiến Larry đồng cảm, hy vọng anh có thể chìm đắm trong những kỷ niệm không mấy tươi đẹp đó. Cứ như vậy, không lâu sau Cục Điều tra Liên bang quyết định để cho Jimmy thực hiện nhiệm vụ lần này. Trước đó bọn họ nói cho Jimmy biết tất cả những tư liệu về Larry. Trong lúc Jimmy đang tiêu hóa nội dung của tư liệu, thì nhiệm vụ của anh cũng bắt đầu. Buổi thử vai kết thúc, anh đã được nhận vai. Cứ như vậy, Jimmy đi cùng Lorang bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Trên máy bay, Lorang lại nói với Jimmy, anh sẽ vào đó với tư cách là phạm nhân chuyển tù. Chỉ có quản tù trưởng và bác sĩ tâm lý trưởng biết thân phận thật sự của anh, tốt nhất anh đừng tiếp xúc với Larry quá sớm. Bởi vì lúc này Larry đã đề phòng những người khác, và cô cũng sẽ giả dạng làm bạn gái của Jimmy, trong khoảng thời gian nhất định sẽ đến thăm anh. Nhưng tốt nhất Jimmy ở trong tù ngoan ngoãn chút đừng gây chuyện. Nếu hình phạt của anh bị tăng nặng, thì tất cả thỏa thuận giữa anh và Cục Điều tra Liên bang sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó Jimmy chỉ có thể ở lại đó thi hành hình phạt tù của mình. Cứ như vậy Jimmy được đưa vào nhà tù chuyên giam giữ tội phạm tâm thần và thông qua hết đợt kiểm tra này đến đợt kiểm tra khác. Những phạm nhân ở đây phần lớn là những kẻ không có hy vọng và tội phạm vô cùng hung ác. Khoảng thời gian đầu vào tù là thời gian khó khăn nhất, không biết Jimmy phải làm sao để vượt qua. Lúc này Larry đang dùng khả năng của mình để sửa nồi hơi. Lính canh đến thông báo đã đến giờ ăn cơm.
Larry dùng những từ ngữ chuyên ngành để nói với lính canh rằng, việc sửa chữa còn phải tốn nhiều thời gian. Không còn cách nào khác, lính canh chỉ đành bê đồ ăn đến cho Larry. Chuyện này khiến cho lúc ăn trưa Jimmy tìm mãi vẫn không thấy Larry đâu. Một bên khác, Laurent nói chuyện cô đã sắp xếp mật thám cho Brian biết. Để chuyện này không bị lộ, cô hy vọng Brian sẽ tiếp tục cùng cô điều tra vụ án các cô gái bị giết hại. Khi màn đêm buông xuống, Larry kết thúc một ngày làm thợ sửa chữa của mình, anh chậm chậm đi vào trong phòng. Jimmy cũng lén đi ra cửa, cả hai người chỉ cách nhau một phòng giam. Từ đây cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác chính thức mở màn. Trong nhà tù đâu đâu cũng thấy những kẻ cặn bã, một kẻ xấu đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, làm sao có thể có được sự tín nhiệm của tên sát nhân liên hoàn. Lúc này Jimmy im lặng đứng nhìn người đàn ông ở phòng đối diện, cho dù anh tìm bao nhiêu cơ hội để chào hỏi, Larry vẫn không thèm để ý đến anh. Mà anh cũng không được phép quá vồ vập. Thời gian của Jimmy chỉ có một tháng, anh không những phải lấy được vị trí chôn những người bị hại, anh còn phải đối phó với các mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận, ai thấy anh ngứa mắt sẽ âm thầm đâm cho anh một phát, và lính canh cũng sẽ giả vờ như không thấy gì. Hôm đó vài phạm nhân đang ở trong phòng xem TV, bỗng nhiên một người đàn ông râu ria rậm rạp đi vào phòng. Với dáng vẻ mày biết bố mày là ai không, hắn ngang ngược chuyển sang kênh hắn muốn xem. Thấy TV bị chuyển kênh, Larry buột miệng trách móc vài câu. Nhưng khi hắn dùng ánh mắt đe dọa nhìn về phía Larry, anh đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhìn thấy cảnh này thì Jimmy thầm nghĩ cơ hội đến rồi, anh nhẹ nhàng đi đến chuyển về kênh cũ. Tên râu ria rậm rạp thấy anh không coi hắn ra gì tức giận bắt Jimmy đổi lại kênh. Cảm giác áp bức mà Jimmy phải chịu trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng được bộc phát ra. Anh vung nắm đấm nện thật mạnh vào mặt đối phương cho đến khi bị lính canh kéo đi. Cứ như vậy Jimmy bị nhốt nguyên một ngày không được ra ngoài. Đến khi anh được quay về phòng giam, Larry bỗng nhiên chủ động bắt chuyện với anh, Jimmy cũng nhân cơ hội giới thiệu bản thân. Để thân thiết hơn với Larry thì Jimmy đã phải dùng đủ mọi chiêu trò. Đúng vào lúc này lính canh đi đến. Hóa ra bố biết chuyện của Jimmy, vì lo cho con nên đã nhờ vả khắp nơi để được đến thăm con. Không ngờ Jimmy dùng vỏ bọc là mẹ anh một mình nuôi anh lớn lên, để vào trong nhà tù này. Hành động này của bố anh đã khiến cho lính canh biết được thân phận thật sự của anh là con trai của cảnh sát. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, Jimmy không những không thể tiếp cận Larry, còn có thể bị những tội phạm nguy hiểm nhắm đến. Quả nhiên bố của anh vừa rời đi chưa được bao lâu, lính canh phụ trách chăm nom đã đe dọa Jimmy. Anh ta nói nếu muốn anh ta không tiết lộ ra ngoài, vậy phải xem biểu hiện của Jimmy như thế nào, rõ ràng anh ta đang đòi một số tiền bịt miệng. Để tránh anh ta làm hỏng chuyện của mình thì Jimmy chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Những ngày sau đó, Jimmy và Larry dường như trở thành đôi bạn thân như hình với bóng. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Larry cho anh cảm giác giống như một kẻ bị thần kinh, ngốc nghếch khờ khạo. Nếu không phải anh biết chuyện từ trước, thì ai có thể ngờ đây lại là một tên giết người liên hoàn chứ? Nhưng nếu muốn moi ra bí mật của Larry, Jimmy bắt buộc phải trở thành bạn thân thật sự của anh ta. May mà biểu hiện của Jimmy không tồi, ít nhất bây giờ Larry vẫn tin tưởng anh. Hôm đó Larry đưa Jimmy đến chỗ anh sửa nồi hơi, hai người bỗng nhiên nói chuyện về phụ nữ. Sự hiểu biết của Larry về phụ nữ khiến Jimmy nhận ra, quả nhiên anh ta không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài. Một bên khác, Brian và Laurent cùng nhau điều tra những vụ ám sát và mất tích trước đây. Họ muốn tìm ra những chứng cứ khác để chứng minh sự thật là Larry đã phạm tội. Mà đúng vào lúc này họ phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là có một vụ án không phải do Larry gây ra nhưng anh ta lại nhận. Còn về việc sau này phía cảnh sát cho rằng anh là tên thích nhận tội, sau đó hàng loạt vụ án xảy ra và Larry luôn chủ động nhận tội. Nhưng cảnh sát không tìm được chứng cứ để buộc tội anh ta, cộng thêm anh có vấn đề về thần kinh, nên cảnh sát cho rằng anh là kẻ nghiện nhận tội. Brian xem xong hồ sơ nói rằng, anh có thể dùng cách này để khiến cảnh sát không còn nghi ngờ anh. Nếu đây chỉ là ngụy trang vậy anh đúng là một người rất ghê gớm. Nhưng Laurent bắt đầu nghi ngờ, có khi nào anh ta chỉ là một kẻ ngốc có niềm đam mê nhận tội không? Khi cô dùng thân phận là bạn gái Jimmy để đến thăm anh, cô trực tiếp hỏi Larry đã nói cho anh biết chuyện anh ta phạm tội chưa? Jimmy nói vẫn chưa đến bước đó, sau đó anh nói cho Laurent biết chuyện lính canh đe dọa anh. Để tránh những phiền phức không đáng có, anh hy vọng cục điều tra liên bang có thể cung cấp cho anh chút kinh phí. Nhưng Laurent không đồng ý, đây không phải chuyện anh muốn là được. Hơn nữa, cô cũng đã bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có đang điều tra nhầm người không? Nếu như Larry không phải là hung thủ mà họ muốn tìm thì sao? Jimmy nhận ra Laurent đang do dự, dựa vào cách nhìn nhận của Larry về phụ nữ, anh có thể chắc chắn rằng Larry chính là hung thủ. Laurent chỉ nói Jimmy nhanh chóng điều tra ra kết quả, bởi vì thời gian của anh không còn nhiều nữa. Lúc này nhân lúc mọi người đi ra ngoài hóng gió, Jimmy lén lút đi vào phòng của Larry, anh muốn tìm ra chút chứng cứ có liên quan đến vụ án. Chỉ thấy trên tường dán rất nhiều hình, đa phần là hình tái hiện lại cảnh chiến tranh trước đây Larry đã tham gia. Trên bàn cũng có rất nhiều sách liên quan đến các cuộc nội chiến, xem ra anh chàng này rất thích nghiên cứu về các cuộc chiến trong lịch sử. Jimmy tỉ mỉ kiểm tra xem nhưng anh không thấy manh mối nào có ích cả. Sau đó anh lại lục tìm dưới ga giường nhưng ở đây cũng chẳng có gì. Bởi vì không biết Larry sẽ về lúc nào, nên Jimmy quyết định xem nốt chồng tạp chí để sát tường rồi rời đi. Nhưng vừa cầm lên xem, Jimmy càng chắc chắn hơn Larry là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn. Trong cuốn tạp chí đầy những hình vẽ của Larry, do hình ảnh vô cùng nhạy cảm, nên chúng sẽ không được xuất hiện trong video này, chỉ biết rằng Larry có định kiến nặng nề dành cho phái nữ. Sau khi đặt tất cả các đồ vật về vị trí cũ, Jimmy chuẩn bị về phòng thì phát hiện, không biết tên lính canh đe dọa anh đã vào phòng anh từ khi nào.
Jimmy biết mục đích của anh ta, nhưng lần trước sau khi đề nghị với Laurent, cô nói cô không giúp được anh. Vậy nên Jimmy chỉ đành mặc kệ đời, anh thẳng thắn nói mình không làm được gì cả. Lính canh không bám lấy anh nữa, chỉ vỗ nhẹ vào vai anh. Mặc dù anh ta không nói gì nhưng hành động đó có nghĩa là hãy đợi đấy thằng khốn. Chuyện này khiến Jimmy càng đau đầu. Lúc này phòng bên cạnh truyền đến tiếng của Larry, Jimmy đến hỏi anh đang nói gì thế. Larry hỏi Jimmy có cảm thấy bây giờ mọi thứ quá yên bình rồi không. Jimmy không hiểu Larry có ý gì. Larry nói dường như đây là sự yên bình trước khi bão ập đến, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra. Sau đó anh lại hỏi Jimmy có thấy ai vào phòng mình không. Jimmy chột dạ nói bị mất gì à. Larry hỏi lại lẽ nào bắt buộc phải mất thứ gì đó sao. Anh nhìn thẳng vào Jimmy nói thực ra anh không sợ người khác vào phòng của anh. Jimmy biết Larry đang nghi ngờ mình, cộng thêm lúc nãy bị lính canh đe dọa, anh lập tức nổi giận. Where's this coming from? That was a question. Okay, Larry. I'm gonna leave you to it. Whatever this is. Jimmy tức giận đi ra ngoài, đồng thời anh cũng nhận ra nhà giam thực sự có chút khác thường. Tất cả mọi người quá đỗi bình tĩnh, họ đứng nhìn từng cử động của lính canh dường như đang ấp ủ chuyện xấu gì đó. Larry cũng đi đến bên cạnh Jimmy, anh xin lỗi Jimmy về chuyện ban nãy và thừa nhận anh thực sự có chút nghi ngờ vớ vẩn. Nhưng Jimmy không chấp nhận lời xin lỗi, anh nói con người Larry nóng lạnh thất thường sau đó liền bỏ đi. Chỉ có như vậy mới khiến cho Larry buông bỏ sự phòng bị trong lòng. Có thể thấy Jimmy áp dụng tối đa phương thức lạt mềm buộc chặt. Cũng giống như những gì Larry đã nói, sự yên bình trước cơn bão chính là sự báo hiệu cho bạo loạn. Những người trong nhà tù cuối cùng cũng đã bộc lộ bản chất bạo lực của mình. Bất kể là phạm nhân hay lính canh, chỉ cần nhìn chứng tai gai mắt thì có thù báo thù, có oán báo oán. Cả nhà giam vô cùng hỗn loạn, đến Larry cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ đến mức hai tay ôm đầu. May mà lính canh cuối cùng cũng khống chế được cục diện, các phạm nhân lại bị nhốt vào phòng. Ở nơi này chuyện bạo loạn thường xuyên xảy ra, đó cũng là lý do khiến ban đầu Jimmy không chịu nhận nhiệm vụ. Nói không chừng một ngày nào đó, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà xác anh đã lạnh rồi. Nằm ở trên giường, Jimmy lại nghe thấy tiếng của Larry. Larry bảo anh đừng giận nữa, và hỏi liệu hai người họ có thể làm lành với nhau không. Lần này Jimmy cảm thấy đã đến lúc làm lành rồi, vậy nên anh đồng ý với Larry. Nghe được câu trả lời của Jimmy thì Larry cười như một kẻ ngốc. Ngày hôm sau, tất cả các phạm nhân được gọi đến nhà ăn để dọn dẹp sạch sẽ. Và nhiệm vụ chỉ huy mọi người dọn dẹp được giao cho Larry, có lẽ là vì trước đây anh từng làm nhân viên dọn vệ sinh. Mà lúc này Larry cũng thể hiện ra một mặt khác của mình, anh bình tĩnh và nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho mọi người, sau đó mọi người bắt tay vào làm việc. Khi mọi người đang chăm chỉ làm việc, thì Larry và Jimmy bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc này Jimmy mới biết Larry lớn lên trong khu nghĩa trang, những lời sau đó Larry nói khiến Jimmy không thể tin nổi. Và điều đó cũng khiến cho Jimmy chắc chắn hơn rằng suy đoán của anh là đúng. Vào lúc Larry còn nhỏ thì bố của anh là người trông coi khu mộ, tất cả những người chôn cất ở đây đều bị ông nhắm đến. Mọi người không thể nào ngờ rằng, người thân đã khuất của mình bị người khác dò ngó đến. Mỗi lần đến nửa đêm ông đều gọi Larry dậy, không biết ông có định kiến gì với Larry không, nhưng việc nào khó việc nào khổ không bao giờ ông để em trai Larry làm. Nhân lúc trời khuya vắng lặng, ông sẽ đưa bé Larry đến khu mộ. Người vừa mới được mai táng vẫn chưa kịp yên nghỉ đã bị ông bắt bé Larry đào lên, và ông sẽ ngồi bên cạnh để giám sát con làm việc. Đợi đến khi mở nắp quan tài của người chết ra, bố sẽ bắt Larry lấy hết những món đồ đáng tiền, Larry cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Cậu sẽ lấy tất cả những món đồ được chôn cùng với người chết. Nhưng cái nhẫn trong tay người chết quá chật mãi vẫn chưa lấy được ra, bố cậu lập tức ném cho cậu một cái kéo. Lúc này trong lòng Larry nghĩ người chết không thể nào sử dụng những món đồ này nữa, vậy nên cậu rất thản nhiên lấy nó đi. Cứ như vậy bé Larry dần lớn lên trong hoàn cảnh đó, và nội tâm của Larry cũng ngày càng biến thái hơn. Larry cứ như vậy không hề phòng bị, nói cho Jimmy biết những chuyện anh đã phải trải qua trong quá khứ. Jimmy buột miệng hỏi anh không cảm thấy sợ sao. Larry nói người chết rất tử tế nên bọn họ sẽ không kỳ thị, không coi thường, không cãi lại anh, hơn nữa họ còn rất yên lặng. Chỉ cần nhìn vào mặt họ Larry sẽ cảm thấy ngập tràn hy vọng. Rõ ràng những lời này đã khiến cho Jimmy cảm thấy anh chàng này mắc bệnh không nhẹ. Mà những lời Larry chuẩn bị nói còn khiến cho Jimmy cảm thấy tam quan bị sụp đổ. Larry nói trước đây có một cô gái vô cùng xinh đẹp, lúc còn sống cô là hình mẫu cao quý không thể nào với tới được. Nhưng đột nhiên có một ngày cô không cẩn thận bị ngã cầu thang gãy cổ, từ đó về sau cô không còn cao quý nữa. Sau khi mọi người dọn dẹp vệ sinh xong, Larry bắt đầu hỏi chuyện hồi nhỏ của Jimmy. Lúc này Jimmy nhớ lại lời của Laurent, chỉ có đồng cảm mới khiến anh ngày càng thân thiết với Larry hơn. Vậy nên Jimmy bèn kể tất cả những chuyện bất hạnh anh đã phải trải qua hồi còn nhỏ. May mà đây là những gì Jimmy thực sự đã trải qua, cộng thêm màn biểu diễn vô cùng xuất sắc, khiến cho Larry cũng bị kéo theo vào câu chuyện của anh. Larry bắt đầu cảm thấy căm hận bố mẹ của Jimmy. Mà Jimmy cũng biết điểm dừng, anh để Larry cảm thấy dường như đang bị dắt vào sự đau khổ, sau đó liền quay người rời đi. Sau khi xong việc, Larry hỏi Jimmy rằng có khi nào anh muốn giết chết bọn họ không? Jimmy hỏi lại giết ai cơ, giết bố mẹ của anh sao? Larry nói giết tất cả mọi người. Jimmy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Larry bắt đầu bộc bạch. Tôi ngâm miếng rẻ vào dung dịch khởi động và đặt nó vào một cái lọ Mason trên xe. Nếu ta phủ nó lên mặt người khác thì họ sẽ ngất sau vài giây mà không cần tốn sức. Jimmy hỏi Larry tại sao phải làm như thế? Larry nói chỉ có như thế các cô ấy mới không đánh anh nữa. Jimmy lại tiếp tục hỏi các cô ấy là ai? Larry trả lời, những cô gái tôi đã gặp. Không lâu sau Gary vào tù thăm Larry, anh nói gần đây cảnh sát thường xuyên đến nhà họ điều tra,
cảnh sát vẫn muốn tìm ra chứng cứ để kết tội Larry. Nghe tới đây Larry nói, nếu cảnh sát thường xuyên đến như vậy có nghĩa là anh sắp được ra tù rồi. Rốt cuộc phạm nhân như thế nào, lại có thể khiến cho gián điệp của cục điều tra liên bang phải khóc nức nở, hơn nữa anh còn không dám khóc thành tiếng. Chuyện này phải bắt đầu kể từ ban ngày. Jimmy đang chuẩn bị ra ngoài hóng gió, vừa đi ra khỏi phòng anh đã cảm thấy mọi thứ hôm nay rất lạ. Tất cả phạm nhân đều nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt họ hiện rõ thái độ không hề thân thiện. Anh vừa đi đến nhà ăn thì các phạm nhân đang ăn đồng loạt dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào anh. Anh lúc này giống như một tên cặn bã bị tất cả mọi người căm ghét. Đi ra đến bên ngoài, có lẽ Jimmy đã hiểu ra chắc chắn trong nhà tù này có người muốn đối phó anh. Quả nhiên lính canh lần trước muốn đòi tiền anh không được, bây giờ đang đi nói với từng phạm nhân rằng Jimmy là kẻ mách lẻo. Mà kẻ mách lẻo là đối tượng đáng hận nhất trong nhà giam, thậm chí còn là kẻ thù chung của tất cả những phạm nhân khác. Khi Jimmy chuyển đến nhà giam này chưa được bao lâu, anh từng được đại ca của một bang phái trong tù xem trọng. Để tránh gặp chuyện phiền toái, Jimmy nhận lời mời của đại ca và trở thành một thành viên của nhóm. Lúc này lính canh đến tìm đại ca đó để đổ oan cho Jimmy là kẻ mách lẻo. Vốn dĩ thân phận của Jimmy lúc chuyển vào đây là giả, nếu như ông ta tin lời lính canh vậy ông sẽ là người đầu tiên xử lý Jimmy. Mà ở trong nhà tù này, người biết thân phận thật của anh chỉ có quản tù trưởng và bác sĩ trưởng. Nhưng khi Jimmy muốn tìm bác sĩ tâm lý nhờ giúp đỡ thì ông không ở đây. Người đến là một bác sĩ tâm lý nữ, cô nói với Jimmy bác sĩ tâm lý trước đó đã nghỉ phép rồi. Và dường như cô nghe được thông tin gì đó, nên cô hỏi thẳng Jimmy đến đây để làm gì. Đương nhiên Jimmy không dám nói ra mục đích thật sự của mình, anh hỏi ngược lại cô hỏi vậy là có ý gì. Nữ bác sĩ nói cô không quan tâm trước đây bệnh nhân phạm phải tội gì, cô chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bọn họ vào thời điểm này. Đồng thời cô lại hỏi Jimmy rằng, liệu anh có làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân khác không? Jimmy lại hỏi ngược lại cô nói bệnh nhân khác ở đây là ai? Nữ bác sĩ không nói gì nhiều, chỉ mạnh mẽ yêu cầu Jimmy nghiêm túc nhìn nhận chuyện này. Một bên khác cảnh sát điều tra Brian và nhân viên cục điều tra liên bang Lorang vẫn đang cố gắng tìm kiếm chứng cứ xác thực để kết tội Larry. Và trước mắt hy vọng duy nhất của họ chỉ có thể đặt vào vụ án của Jessica, vì dù sao cô cũng là nạn nhân duy nhất không bị hung thủ đem chôn. Sau khi hai người phân tích tất cả đường đi nước bước, liền bắt đầu lên đường tìm kiếm những nơi có thể khi ấy Larry đã đi qua. Họ tìm được một cây xăng, Brian đi xuống nói rõ thân phận của mình sau đó liền hỏi hàng loạt các câu hỏi. Nhưng cây xăng này mới xây dựng chưa được bao lâu, nhân viên ở đây không biết rõ lắm. Khi Brian hỏi gần đây có quán sửa xe nào không, nhân viên cây xăng im lặng hồi lâu rồi nói gần đó có một quán sửa xe tư nhân. Ông chủ ở đó tên là John, công việc chính của ông là bán mồi câu cá, nhưng bình thường mọi người vẫn mang đồ đến cho ông ấy sửa. Sau đó hai người họ thông qua manh mối tìm được John đang đan khăn len. Brian trực tiếp lấy hình của Larry đưa cho John xem. Vừa thấy bức ảnh ông đã nhận ra đó là Larry, ông nói với hai người rằng ông từng bán cho Larry một cặp roto phanh có rãnh. Nhưng Larry vô cùng quỷ dị, lúc đó nhìn bề ngoài anh có vẻ ngốc nghếch vô hại, hoặc có lẽ ông đã đối xử quá tử tế với anh, vậy nên sau này thỉnh thoảng Larry sẽ ghé quán của ông. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì, nhưng Larry thích bắt chuyện với các cô gái trong quán, vậy nên qua một khoảng thời gian John liền đuổi Larry đi. Và nguyên nhân chủ yếu của việc này chính là Larry trêu chọc con gái của John, chuyện này khiến ông vô cùng khó chịu. Lorang vội vã hỏi liệu cô có thể nói chuyện với con gái của ông không, John đồng ý. Sau đó hai người liền tìm gặp con gái của John. Theo như lời cô bé kể, lúc đó Larry dường như rất thích cô, chuyện này cũng khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là Larry thích nhìn chằm chằm vào người cô, có lẽ rất nhiều cô gái ở xung quanh đây cũng bị Larry dọa sợ, không ai dám đến gần Larry. Lúc đó Larry bắt đầu tặng quà cho cô. Brian hỏi món quà đó là gì vậy? Cô nói những món quà đó hầu như là đồ người khác dùng rồi, ví dụ như dây chuyền, giày vân vân. Brian tiếp tục hỏi cô còn giữ những món đồ đó không? Cô bé trả lời hầu hết những món quà đều bị cô ném đi rồi. Nhưng vẫn còn một món đồ đang bị ném trong nhà kho. Nói xong cô liền đưa hai người đến nhà kho và nói từ khi Larry tặng thứ này cho cô thì cô chưa từng động đến nó. Mà Brian và Lorang sau khi nhìn thấy món quà lập tức đưa mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là chiếc xe đạp của cô gái Jessica đã bị giết hại. Lúc này ở trong tù, đại ca hỏi Jimmy rốt cuộc thân phận thật sự của anh là gì. Đương nhiên là Jimmy không dám nói, anh chỉ giải thích rằng anh không hề lừa đại ca. Nhưng một khi trong lòng đã nghi ngờ thì ông cũng không còn tin tưởng Jimmy nữa, ông vỗ nhẹ vào vai Jimmy sau đó dẫn đàn em rời đi. Jimmy nhìn lính canh đứng ở gần đó không ngờ hắn lại bám dai như đỉa vậy. Sau đó Jimmy lại đến gặp Larry, và dường như Larry vẫn chưa biết Jimmy đang gặp phải chuyện gì, hai người tiếp tục nói chuyện về phụ nữ. Sau một hồi Jimmy dùng mọi cách để dụ dỗ và thăm dò, đột nhiên Larry nói, mới đầu cô ấy rất tử tế. Jimmy được đà hỏi tiếp, cô ấy là ai, ai tử tế vậy Larry? Larry đáp, Jessica Rock. Larry bắt đầu kể cho Jimmy nghe về chuyện anh gặp Jessica như thế nào. Khi đó xe đạp của cô bị xịt lốp, thì đúng lúc đó Larry đi qua nên đã giúp cô. Cô ấy rất thích nói chuyện, Larry cũng nói là anh rất thích xe đạp. Mới đầu hai người nói chuyện rất vui nhưng sau đó Jessica không còn tử tế nữa. Jimmy vội vàng hỏi tại sao lại như thế. Larry đột nhiên nói. Why are you asking? Shit, Larry, I thought we were just talking. Is that what we're doing? That's what I'm doing. Sau đó anh chẳng bị mắc bệnh thần kinh này tiếp tục kể. Khi đó anh kể cho Jessica nghe rất nhiều câu chuyện thú vị và cô cũng rất vui. Nhưng khi anh không thể kìm lòng bất ngờ hôn Jessica, cô bỗng trở nên rất vô lý thậm chí còn cào Larry khiến anh bị thương.
Vậy nên Larry chỉ đành dùng khăn ngâm vào dung dịch khởi động để bịt mặt cô. Sau đó Jessica không còn động đậy nữa, Larry bèn tìm một nơi vắng vẻ để xử lý cô. Anh lại nói với Jimmy lúc ấy khi rửa phần thịt dưới móng tay của Jessica, anh phát hiện có rất nhiều màu da của anh trong đó, cô gái này thực sự rất xấu xa. Nhưng sau đó Larry lại nói tất cả những gì anh làm với Jessica chỉ là một giấc mơ, trong mơ anh đã làm rất nhiều chuyện xấu sau đó anh đã tỉnh lại. Larry nói lúc ấy anh không còn cách nào khác, chỉ đành dùng thắt lưng để kết liễu cô ấy. Một bên khác, Brian và Laurent báo cáo cho cục trưởng cục điều tra liên bang kết quả điều tra của họ. Nhưng cục trưởng nhìn tấm hình xong liền nói, chỉ có một chứng cứ này vẫn không đủ. Thực sự là Larry rất thông minh, anh đã xóa hết số hiệu của chiếc xe, bây giờ họ không thể chứng minh chiếc xe đó là của Jessica. Cho dù Laurent nói có nhân chứng nhìn thấy Larry đã từng đến khu vực đó, nhưng cục trưởng nói như vậy vẫn chưa đủ. Khi màn đêm buông xuống, Larry nhẹ giọng gọi vài tiếng Jimmy và nói chúc anh ngủ ngon. Mà lúc này Jimmy không hề lên tiếng đáp lại, bởi vì anh đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Để khiến Larry phải chịu sự trừng trị thích đáng, Jimmy chỉ đành cố gắng nhanh chóng moi ra vị trí Larry chôn những cái xác kia. Vậy nên anh quyết định dùng kế khích tướng để kích Larry. Anh nói với Larry câu chuyện hôm qua bịa hay lắm, xém chút nữa là anh tin rồi. Larry nghiêm túc nói những gì anh kể là thật, nhưng Jimmy vẫn tỏ thái độ không tin. Chiêu này thực sự rất hữu ích bởi vì lúc này Larry đã nổi giận. Anh ta gắt lên rằng anh ta không nói dối. Nghe thấy Larry nói như vậy, Jimmy lại đổ thêm chút dầu vào lửa. Anh nói anh từng thấy ánh mắt của những kẻ giết người, mà Larry không có ánh mắt đó. Larry chỉ là một thằng hề thích mô phỏng người khác. Larry không nói nữa, chỉ bảo Jimmy tối đến phòng làm mộc, anh sẽ chứng minh cho Jimmy thấy. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì lính canh lại đến tìm Jimmy. Lần trước hắn đe dọa Jimmy không thành, liền đi khắp nơi tung tin đồn Jimmy là kẻ mách lẻo. Tuy vậy Jimmy vẫn được hưởng đãi ngộ rất tốt, hắn bèn đến hỏi thẳng Jimmy đang làm việc cho đơn vị nào. Nếu như hắn có thể giúp được Jimmy, vậy đơn vị đứng sau lưng anh có thể điều động hắn đến làm ở chỗ tốt hơn không? Tên này đúng là suy nghĩ trăm phương ngàn kế để kiếm lợi cho bản thân, và đương nhiên Jimmy sẽ không chiều theo ý hắn. Hơn nữa lúc này Jimmy cũng đang trong tình thế bị động, nên anh bảo với lính canh đang ở đâu thì cút về đó. Câu nói này đã thực sự khiến hắn nổi giận, trước khi đi hắn còn đe dọa Jimmy. Chập tối đại ca đến tìm Jimmy, ông rất căm hận anh vì đã lừa dối ông. Ông nói với Jimmy, trong nhà tù này bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, xem ra những ngày tháng sau này của Jimmy sẽ rất vất vả. Khi thời gian hẹn đã đến, Jimmy đi đến phòng làm mộc, lúc này Larry đã vẽ xong một tấm bản đồ. Jimmy chậm chậm đi đến nhìn ngắm thật kỹ, Larry nói cuối cùng anh cũng hoàn thành kiệt tác này rồi. Jimmy đếm có tất cả 21 bức tượng bằng gỗ, anh hỏi Larry những bức tượng này là gì. Larry cầm đại một bức tượng lên đưa cho Jimmy, lúc này tấm bản đồ bị cuốn lại. Jimmy cầm bức tượng không rõ nó để làm gì. Larry vừa cuốn tấm bản đồ lại, vừa hỏi Jimmy rằng anh có biết những bức tượng này để làm gì không? Jimmy vẫn đang cố gắng ghi nhớ tấm bản đồ lúc nãy anh vừa nhìn thấy, thuận tiện nhờ Larry giải thích. Larry nói hồi sáng khi Jimmy nói anh là đồ lừa đảo đã khiến cho anh rất giận. Bởi vì như thế sẽ khiến người khác cho rằng Larry không hề để tâm đến những gì anh làm mà đáp án lại không phải vậy. Tất cả những gì anh làm chính là nghệ thuật, anh sẽ gửi những món đồ này cho Gary bởi vì Gary là một người rất giỏi tô màu. Larry hy vọng Gary sẽ tô màu đen cho những bức tượng này, sau đó đặt lên những điểm đã được đánh dấu trên bản đồ, dùng cách đó để bảo vệ những người đã khuất. Sau đó Larry lại tiếp tục kể về quá trình anh giết hại một cô gái khác, còn tự cho rằng những hành vi của mình là làm việc tốt. Và những bức tượng anh làm bây giờ là để những người đó được ra đi thanh thản. Những lời của Larry đã khiến Jimmy tức giận nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Jimmy nói, Larry có thể lén gửi vị trí anh chôn người đã khuất về cho người thân của họ, để bố mẹ các cô gái ấy biết con mình giờ đang nằm ở đâu, có lẽ sau này họ có thể buông bỏ quá khứ, như vậy mới thực sự khiến các cô gái thanh thản ra đi. Nhưng Larry cũng không ngốc, anh nói nếu như làm vậy thì anh sẽ không thể ra ngoài được nữa. Jimmy lại tiếp tục nói nếu không nói cho bố mẹ các cô ấy biết, vậy bọn họ sẽ rất đau lòng. Larry tưởng rằng Jimmy giống như Gary đang đùa giỡn với anh bảo Jimmy đừng như thế. Nhưng Jimmy không muốn giả vờ nữa, anh hết lời khuyên nhủ Larry. Give these people some release. Never. Why? Because, James, I'm going to win my appeal. I'm going to walk right out those doors and keep on living my life. You're not going to win your appeal. No. Fucking! Cuối cùng Jimmy không thể nhịn nổi nữa, anh nghiêm túc chửi mắng tên biến thái Larry, anh chắc chắn sẽ không để Larry bước ra khỏi nơi này. Lúc này Larry mới hiểu ra, anh giơ tay bóp chặt lấy cổ của Jimmy, hỏi Jimmy có phải là người của cục điều tra liên bang không. May mà lính canh tù nhanh chóng đến tách hai người ra. Lúc Jimmy bị đưa đi, bộ dạng của Larry điên cuồng đến mức đáng sợ. Ngày hôm sau khi Jimmy đi ra khỏi phòng, đột nhiên anh bị hai lính canh tù đưa đi. Cho dù Jimmy đòi nói chuyện với quản tù trưởng và bác sĩ tâm lý trưởng, nhưng không ai thèm để ý đến anh. Cứ như vậy anh đang định báo tin về cục điều tra liên bang thì bị nhốt lại. Sau một hồi gào thét rát cả họng vẫn chẳng được gì, Jimmy quyết định sẽ vẽ tấm bản đồ trong đầu anh ra trước. Nhưng ở đây không có giấy bút, không còn cách nào khác, Jimmy chỉ đành cắn rách tay rồi lấy máu bôi lên tường. Một bên khác, cảnh sát điều tra Brian và nhân viên cục điều tra liên bang Laurent đến nhà của em trai Larry. Sau một hồi nói chuyện, họ cũng biết được một số ít chuyện Larry đã phải trải qua hồi còn nhỏ.
Có lẽ do những chuyện bất hạnh đó, khiến Larry ngày càng trở nên kích động và biến thái. Khi Gary kể lại mọi chuyện, anh cũng nói rằng do anh không quan tâm chăm sóc tốt cho Larry. Cho dù biết anh trai mình có lúc làm sai nhưng anh không kịp thời ngăn cản. Đây cũng là lần đầu tiên Gary tỏ vẻ ăn năn hối hận, nhưng anh vẫn không tin Larry giết hại nhiều người như thế. Cũng không biết qua bao lâu cuối cùng Jimmy cũng được đưa ra ngoài, hóa ra là bác sĩ tâm lý trưởng đã đi làm lại. Anh xin lỗi Jimmy, ngay cả Laurent cũng chạy đến, nhưng vừa gặp Jimmy đã hỏi mượn bút. Sau đó anh bắt đầu nhanh chóng vẽ lên bàn, không lâu sau tấm bản đồ trong trí nhớ của anh đã được vẽ ra. Anh nói với Laurent đó là vị trí chôn những cái xác, tổng cộng có 21 cái. Những người khác nhìn thấy tấm bản đồ này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cứ như vậy một lần nữa Jimmy lại bị đưa ra hầu tòa, và lần này anh được miễn toàn bộ hình phạt, cuối cùng cũng được trả tự do. Sau đó Brian cảm ơn Jimmy vì những hy sinh cố gắng của anh, nhưng Jimmy cũng nhận được tin là những cái xác vẫn chưa tìm thấy. Laurent nói ít nhất là sau này sẽ không còn ai bị làm hại nữa. Jimmy không nói gì nữa quay đầu rời đi. Trên một phiên tòa khác, mặc dù không tìm được những cái xác, nhưng tất cả những chi tiết được Larry miêu tả khiến thẩm phán cho rằng điều này chỉ có hung thủ mới biết được. Cộng thêm báo cáo về nhân chứng và chứng cứ do gián điệp thu thập, thẩm phán ra quyết định phán quyết của tòa án hình sự được giữ nguyên, kháng cáo không thành công. Cứ như vậy Larry phải quay về nhà tù sống nốt quãng đời còn lại của mình. Sau khi nhận được phán quyết, Larry định tìm đến cái chết nhưng không thành. Được em trai Gary khuyên nhủ, cuối cùng Larry đã nói ra nơi chôn tất cả các cô gái. Bộ phim này được chuyển thể dựa trên câu chuyện có thật. Jimmy ở ngoài đời cuối cùng đã quyết định giúp đỡ cơ quan hành pháp để phân tích tâm lý của những tên sát nhân giết người liên hoàn. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Blackbird. Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim này được mấy điểm? Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.